Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Trang Lê và Cuộc Sống Pháp. Hôm nay Trang sẽ dẫn các bạn đi xem hoa và mua cây về trồng. Các bạn cùng theo chân mình nhé. Vas-y, Eden, tu touches la feuille. Touche la feuille. Ah. T'as vu? Ça rentre. Tu touches encore. Une autre. T'as vu? Ah, doucement. Non, juste une. Une orange. T'as vu? Là, 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 regarde. Oh, hein, hein. Quand on appuie, ça fait comme ça. Ah. Et là, elle a de l'eau. Ah, ouais. Nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Non, non, non. Ah. Non, ça fait ça. Oh, ah, mais t'as vu. Allez, allez, on y va. Viens, viens, viens. Oui, il ne faut pas prendre. Tiens, va avec papa. Ben celle-là.
sau khi mà đi xem hoa với này kia thì gia đình của mình là mua được một mớ rau cải với rau thơm về để trồng. Để mình mua được một một đống salad như vậy nè, nó có 6 bụi. Phải 6 bụi không? 1 2 4 5 6 bụi này là có khoảng 2 đồng mấy, 3 đồng á, 3 đồng mà 3 euro là cũng khoảng 90.000 ha, tiền Việt Nam. Đây nó có sẵn như vậy nè. Hôm trước mình cũng mua sẵn thì về trồng rất là được. Còn mình tự trồng á nó rất lâu và mình tốn thời gian lắm. Mình mua sẵn như vậy nó tốt hơn. Đó, như này là mình mua nguyên một cái này nè. Nó anh để ở trong này, nó có những cái chậu nhỏ như vậy nè. Chậu nhỏ thì nó có trộn giữa rau mùi của châu Á và của rau mùi Tây. Cái này là ta nè, ta là rau mùi Tây nè. Ở đây có tới 2 bụi, 3 bụi luôn. Mới sao tới 3 bụi nữa. Thì có 3 bụi mà nó không có romaine, để mình không thấy thôi, quên nữa. 3 bụi này giống hệt. Thì có một bụi, bụi này mình không biết là bụi gì nè. Cái này có mùi thơm, nó cũng đặc biệt lắm. Rồi cái này là ngò nè, có ngò rí nè, ngò rí của Việt Nam nè cả nhà. Bên này thì nó có cái này là cái gì nè, cái rau răm nè, thấy không? Nó rau răm thì cũng của châu Á nè. Nó trộn mấy cái này với châu Á với lại châu Âu chung với nhau à. Có 6 bụi. Xong rồi mình cũng có mua cà chua bi với lại cà chua mạch trái to to á cả nhà. Thì ở đây nè là cà chua bi có loại này nè. Loại này là nó vào màu vàng nè cả nhà, thấy không? Màu cam chứ. Màu cam. Đó. Nó có trái nè. Một cây như vậy á, mình mua một cây có 2 đồng mấy à, cũng tương đối cũng rẻ á cả nhà, chứ thường thường mấy cái chỗ khác nó bán đắt hơn. Còn ở đây cái này là cà chua nó màu đen nè cả nhà, thấy không? Đây nè, cái trái nó màu đen nè, thấy không? Nó như nó đỏ đỏ đen đen á. Đó. Thì cái trái này nó rất là to và ngon, mấy cái loại cà chua này ngon lắm. Và có cà chua này đỏ, cà chua bi đỏ đây, mình mua 3 cây. 3 cây này là 4 đồng, 4 euro. 4 euro là cũng khoảng 100.000 ha. Nhưng mà mình lựa dữ lắm mới được cái bụi này, 3 cái cây này nè. Mấy cái cây kia nó chuyển sang màu vàng như nó muốn chết hết rồi. Như là nó cuối cái đợt bán rồi đó. Nên là cái cây nó chuyển sang màu vàng à. Còn cái này là bí ngòi. Bí ngòi mà mình mua cái loại này là 3 1 2 3 cái ba cây này nó có 3 loại. Một loại màu vàng với một loại màu xanh với loại màu mực bí mà nó tròn á, bí ngòi tròn á cả nhà. Ở đây nó có bông bí rồi nè, bông bí ngòi nè. Bông bí ngòi này đem vào đem mình không để cho nó ấy, mình ăn cái bông nó cũng ngon nữa đó cả nhà. Cái bông bí đó, đem đi xào mỡ ngon lắm. Còn ở bên này mình có cái ớt. Ba cái chậu bí ngòi nè, không biết mình mua bao nhiêu mình quên nè, chắc cũng cỡ khoảng 3-4 đồng gì đó. Rồi cái đây là có chậu ớt nè. Ớt này nó nói là nó để đây là ớt rồi, ớt cây nè. Ớt này nó cay á, trái nó to to đó, loại ớt này. Rồi nó có một trái nè, nó lên được con trái nè cả nhà, thấy không? Đó, trái to dễ sợ, mà nó mới có ra. Trái nó cũng giống như là loại ớt, loại mà cái gì đó, cái ớt chuông á cả nhà. Đó, thì cây này như mình mua cũng 2 đồng mấy à. Tính ra cũng rất là rẻ luôn á. Mình mua chỗ này rẻ, mình mua nguyên cái đống này vậy nè, 33 euro tính vào tiền Việt Nam cũng như 1 triệu hả, 1 triệu tiền Việt Nam à. Thì so với những người, những bạn bên Việt Nam thì quá đắt, nhưng mà so với bên này thì mình mua là mình thấy cảm thấy nó rẻ, tại có nhiều chỗ nó bán đắt lắm cả nhà ơi. Giờ mình kia, đây mình có mua cây cà tím. Đây nè, cái bông của cà tím nè. Đó, cây này mình cũng mua cũng khoảng 2 đồng mấy luôn á. Đây là có trái nè cả nhà. Có trái mà sao nó có gai ha, cái loại này nó có gai. Ồ, cái trái nó có gai ngộ quá. Thường cà tím mình đâu có thấy có gai đâu ta. À, nó có gai đó không? Mình nó có một bụi này nè. Cái này là dâu mà gọi là dâu dại á, dâu tây mà dâu rừng á, giống như dâu rừng, dâu dại á cả nhà. Thì nó có trái đây nè. Cái này mình không có trồng, nó tự nó lên á. Nè cái trái nó nhỏ không à. Mà cái loại dâu này nó ngon lắm nha, nó thơm lắm. Trái nó ti ti không à.
không? Để mình đi ra ngoài sau vườn mình quay cái cây cà chua của mình cho cả nhà xem. À, đây là phía sau vườn của nhà của mình nè. Mình định đó là sẽ một hơi sẽ xới đất ở chỗ này lên một khoảnh lên để cho cái cỏ nó khô, xong rồi mình sẽ bỏ đất xuống mình trồng. Chứ mà mình định mua mấy cái này nè. Mấy cái này nè nó bán mắc lắm á cả nhà. Mình xem á, một bộ gì nè, mấy cái gỗ này nè để làm một cái vuông, khoảnh vuông gì đó. Một bộ như vậy nó bán mấy chục euro không á. Trời ơi, không biết nó làm cái này ăn cái này á hả, nó có ngợi không, mà mua mấy cái này tốn tiền quá luôn á cả nhà. Đây mà người ta làm sẵn cho mình nè, cái chủ cũ á, ta làm sẵn cho mình, ta mua sẵn người ta cũng về á. Tại bên này không phải như là bên Việt Nam mà người ta biết sáng chế ra đâu cả nhà, cái gì cũng đi ra ngoài tiệm mua. Mà nó bán đắt quá. Thôi, cây này là cây ớt nhà mình nè. Cây ớt mà sao mà ớt này là không phải ớt. Nó là ớt chuông. Đúng rồi, ớt chuông nè cả nhà. Đây nè, ớt chuông mà loại mà salad á, ớt nhỏ mini. Còn bên kia này là bụi, này là bụi. Ôi ơi sao mà nằm ngã la liệt hết rồi. Cái này là cái gì nè, tỏi mình đem đi trồng nó ra vậy nè, mà sao bữa nay nó bị gì vậy ta. Chắc cái này là mình phải cắt vô ăn mà mình không ăn à. Ở đây lâu lâu nó có ngò lên à. ngò rí mình để cái đây là ngò nè cả nhà. Nè thấy không, để mình quay lại cái cây cà chua mà của mình ươm hạt mình trồng á nha. Đây nè, nó như vậy hoài là nó không lên nè, nhỏ xíu à, thấy không? Nhà thấy không, hai cây ngồi kế bên nè, đứng kế bên, đứng dị hoài luôn á, chứ không có chịu mà cao lên á. Còn cái cây này mình mua hôm trước 7 đồng, 7-8 đồng vậy đó mình quên này. Là loại cái cây cà chua này mà nó có trái á, là nó một trái như vậy là nó lên tới nửa ký á, nửa ký lô á cả nhà. Hôm nay nó to vậy nè, thấy không? Mình mua ở ngoài về nó phát triển nhanh lắm, đó. Cả nhà thấy không, bữa nay nó to ra vậy đó. Thế bữa trước bão quá trời luôn, nó ngã xuống mà mình mới đỡ nó lên. Đây nè, cái trái đó nè, bây giờ nó có trái nè, cả nhà thấy không? Đó, cái trái của nó sẽ to ra, nó to dữ lắm luôn á. Một trái nó có thể tới nửa ký là cả nhà biết đó. Đó, bữa nay có được 1, 2, 3, 4, 5, 6 trái, 6, 7 trái. Đây nè, 6, 7, mà còn nhiều lắm, còn ra nữa. Để mình đi bỏ mấy cái mình ngắt mấy cái chỗ này nè. Đây là mình nghe má chồng mình chỉ với lại trên mạng là ngắt mấy cái này nè để cho cái cây nó phát triển tốt. Mình ngắt bỏ mấy cái này nè, mấy cái nhỏ nhỏ nè, để cho là cái cây nó tập trung nó vào trong cái trái với lại cái cây nó phát triển. Ở bên này bông quá trời luôn nè cả nhà, thấy không? Đây nè, cái trái nó to nè, nó bắt đầu nó to lên rồi đó, thấy không? Nó chưa có chín mà cái trái nó đã to đùng rồi đó. Đó thì cà chua bên này người ta ăn cà chua nhiều lắm. Ở bên này người ta ít có ăn rau cải nhưng mà người ta ăn cà chua rất là nhiều. Mùa này thì bắt đầu rẻ rồi đó, chứ mùa đông nó bán đắt lắm. Một ký tới 4-5 đồng, 4-5 euro là cũng 100-1000. Bây giờ thì có đồng mấy à? Đó, bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị mình đi trồng cây. Tới có trái thì tới thu hoạch mình sẽ quay cho cả nhà xem tiếp nữa nha. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào video sau.